Mới đó mà thấp thoáng thời gian qua trôi qua rất nhanh, chỉ vài tháng thôi mà trên thế giới này chết biết bao nhiêu ngàn mạng người. Thật không biết nói sao hơn. Dịch ơi là dịch, tao lại mày mà tránh xa cái nước Việt Nam đi, cho bà con cô bác người ta đi làm ăn được thuận tiện. Chứ mày mà cứ đeo hoài gì đấy kìa, không ai đi làm ăn gì được hết á. Tao lại mày, dịch tao thiệt tình tao lại mày á. Cuộc sống của tao giờ nó khổ vậy đó, mày coi nè đó, mày thấy không, tao ăn cơm á mày cứ đeo đuổi theo cái đất nước Việt Nam này hoài, biết mày coi tao ăn cơm nè, con cục thịt nè. Bởi tao sợ mày quá, dịch tao, mua dịch tao ăn luôn cho mày hết dịch luôn nè, thiệt mày, tao ăn cho mày tiệt chủng luôn. Chứ mày cứ đeo theo bà con của bác hoài, không ai làm ăn nổi chứ, mày nghĩ sao tao ăn cơm kiểu như vậy nè, sao mà tao đi leo cây nổi không, khổ gì đâu á. Thiệt tình nó không phải riêng tao mà bà con cô bác giờ đi đứng thuận tiện cũng không có được như lúc trước nữa. Tao lại mày, dịch ơi dịch, tao lại mày, tao cầu xin tao lại mày, mày tha cho cái đất nước Việt Nam tao qua khỏi, đi biến đi chỗ khác làm tao qua đi. Chứ mày ở hoài đây, mày đeo hoài đây kiếp chắc là chết hết trơn luôn. Tao lại mày cái, mày đi khỏi cái nước Việt Nam tao cái. Trở lại với kênh Vũ Điệp, xin gửi lời chào thân thương đến đại gia đình YouTuber và cô dì chú bác anh chị em nha, và các anh em đồng nghiệp và fan của Điệp nha. Điệp thành thật trong suốt thời gian qua đã ủng hộ xem clip của Điệp, Điệp thành thật cảm ơn rất nhiều lắm nha cả nhà ơi. Thì hôm nay Điệp đi sang ông gần tiếp tục mà trời đang âm u rồi. Nó Điệp đang chạy vô tới đây mà Điệp lên đây Điệp kiếm tổ ông mà nó không có. Rồi giờ Điệp chạy hồi dài dài, khi nào gặp tổ Điệp quay cho cả nhà xem. Thì hiện bây giờ thì không có cua cả nhà ơi. Điệp cũng thành thật cũng ra video á, thì cũng clip hai clip nữa, Điệp cũng phải siêu tầm cua để mà Điệp đi đặt chấm lương cả nhà ơi. Chứ Điệp gặp anh Dạng Nguyễn đặt á mà Điệp ghiền quá trời ghiền, tức mình gì đâu, không có có con cua. Nó thấy ảnh đăng lên sáng này 6-7 sâu cua, Điệp cũng hơi buồn lắm mà không có cua. Nó đi kiếm mà không có, mà giờ lương thì giờ bán gì đặt bán gì dài sớm rồi, chứ ở giữa nó không có còn căng lương nữa, nên hay trước còn căng lương thì Điệp còn mua cua được. Thì Điệp mời cả nhà nha, thì Điệp cũng mới chạy đi vô đây nè, Điệp mời giờ cả nhà uống miếng trà đường dưới Điệp nha. Đó, Điệp quay bằng điện thoại nha cả nhà. Cái máy của Điệp bây giờ Điệp hết biết nói luôn rồi, nó bị nứt màn hình, nước nó vô á, rồi bây giờ không biết làm sao nữa cả nhà ơi. Nó kỳ cột kẹo lắm, nó không biết làm sao nữa mà nó muốn quay nó muốn tắt à. Bây giờ Điệp quay bằng điện thoại đó. Điệp mời cả nhà dùng miếng cơm với Điệp nha. Điệp đem theo cơm mà Điệp chưa có ăn. Chứ hiện giờ mùa dịch đó, mùa dịch này mà Điệp ăn dịch luôn cho nó hết dịch đi, để mà cho cô dì chú bác anh chị em mình nó đi làm ăn thuận tiện cả nhà ơi. Với cái đó cục thịt dịch á, con cục một à. Với cùng đồng hành với Điệp là cái máy, cái vỏ đó nghe cả nha. Cái máy cũng máy cùi bắp, cái vỏ nó cũng nó cũng chèm chèm cái cùi bắp chút xíu, chắc cùi mía quá. Với đồ nghề bắt ong của Điệp nè cả nhà ơi. Nè. Đó, đây Điệp quay bằng cái điện thoại. Nên nó hơi mờ thôi, giờ Điệp ăn miếng cơm rồi uống miếng nước. Tại Điệp chạy sáng giờ mà đi kiếm nó tầm giá 2-3 tiếng đồng hồ mà chưa gặp được tổ nào hết trơn, nên không có quay được. Nên cho cả nhà xem, bây giờ thì Điệp mới bật máy lên, Điệp mời cả nhà, Điệp đói bụng quá, Điệp mới nhớ đến cả nhà nên Điệp mới mời cơm với mời nước uống cho cả nhà cùng ăn với Điệp cho vui thôi. Thì Điệp thì giờ up video thôi, Điệp ăn miếng cơm, Điệp đi sang ông cả nhà, chạy dài gặp tổ, Điệp quay cả nhà xem nha. Điệp up máy nó nghe cả nhà. Thì hôm nay Điệp vẫn tiếp tục đi sang ông gần cả nhà ơi, tại vì thời tiết hôm nay thì đi đặt chấm lương quá ngon, nhưng mà Điệp mua cua không có nên không đi đặt được. Mong anh em và cả nhà thông cảm nha, 1-2 ngày nữa thì Điệp liên lạc với mối này mối kia được đi bắt cua, rồi Điệp này đã mua chứ Điệp cũng không có thời gian đi bắt á. Ban đêm ở đây cũng giường tược cô chú cũng dữ lắm. Rồi giờ thì Điệp cũng chạy giỏi với sông nè cả nhà, thì Điệp cũng phát hiện được tổ ong ở nhà của bà bác, thì nói chung là mặt cũng không được nhiều. Điệp bắt để cho kiếm video thôi, chứ thật sự ra mặt thì cũng có đó mà nó cũng không được nhiều nó nghe cả nhà. Còn cái này thì anh trai chủ nhà đó, nó cũng đóng ở quay lộ gì nè cả nhà ơi. Nhưng mà sáng giờ Điệp cũng ghé lại mà không có dám bắt, là lý do là thấy cô chú anh chị đang làm công trình gào mấy cây cầu lại cách ly á. Điệp thấy tổ ong nó nằm ở trên đây nè, thấy cũng cái đầu mặt cũng hơi nó đó cả nhà. Nãy giờ Điệp cho cô chú ở đây đi hết trơn rồi, Điệp mới có lên cả nhà ơi. Điệp chờ nãy lâu quá, thấy tổ ong này nói chung là mặt nó cũng không có được nhiều chứ không gì, mà tại vì giờ tháng mưa mà cả nhà cũng biết, chắc anh em đồng nghiệp cũng biết á. Hên nó thì được tổ lớn thì cũng được nửa lít một lít, còn mà không hên thì cũng được có chút ít thằng nha cả nhà. Tổ ong nó đóng ở trên đó.
giờ Điệp đốt cái dưới này thôi, lên tới đó đốt luôn, liều ăn ăn nhiều luôn. Cục sợi dừa chút xíu à, Điệp bắt đầu đốt lên là cả nhà ơi, hồi nãy giờ cái máy của Điệp nó bị lỗi hoài, kỳ quá. Điệp đi trời mưa đó thì bắt đầu nó cứ bị lỗi hoài, nước nó thấm vô. Điệp thấy tổ ong cũng thật to đó, không biết như thế nào thôi, khói lên là nó bay đi ra nha cả nhà. Điệp review cái tổ ong cái cho cả nhà xem này, cũng to lắm anh em. Điệp thấy cái đầu mặt cái bên đây nè, nó mới bự nè. Ở bên đây nó bự nè. Đầu mặt mép bên đó nó bự đó anh em. Cái máy Điệp bị lỗi hoài à, muốn hư chuột rồi. Giờ làm nhanh lẹ Điệp xuống nha anh em ơi. Tại cặp lộ đó. Video này nó cũng thời gian nó cũng không có dài tại vì cặp lộ đó rồi. Nên bắt buộc mình làm nhanh nhanh chứ làm chậm quá. Xe cộ chạy qua chạy lại cũng khó mà chỗ đó gào rồi. Ừ rồi, ừ, cái đầu mặt đã quá cả nhà ơi. Im rồi. Mình thấy bên đây nó no hơn nè, không biết đầu mặt bên đây sao. Trời. Còn cái kìa. Quá trời vô rồi, 1 phút rồi. Nội mẹ ơi, tổ ong nó nhỏ. Cái đầu mặt thấy nó lạnh nó trời. Im rồi cả nhà ơi. Im rồi. Dạt mấy cái này ra cho trống trống đứng như dễ. Không biết nó có bay được đi vô nhà không, sợ nó bay vô nhà lắm. Đây tổ ong nhỏ mà công nhận, nhìn thấy cái đầu mặt ha, Điệp đi không nổi luôn á cả nhà. Tháng này mà kiếm được đầu mặt gì là quá im nga cả nhà đó. Anh em thấy không, hết biết luôn rồi, mặt nước không mà đã lắm. Mặt bên đây nè, qua trời luôn cả nhà ơi, cục mặt nhìn thấy hết biết thiệt thiệt chứ. Để Điệp leo lên một lát nữa hên là lắm nha anh em. Máy của Điệp bị lỗi à anh em ơi. Nói chung là đi săn ong mà được tổ lớn gì là mừng lắm nha anh em, mừng lắm. Bự á cũng im lắm à. Bự lắm, mặt nước không à, im lắm. Thì Điệp lên Điệp lấy cái máy của Điệp nó hơi bị lỗi á, mặt hết biết bự luôn rồi cả nhờ. Thôi giờ Điệp thao tác lấy mặt ăn nha anh em. Cái gọi của Điệp cũng muốn hết rồi. Máy của Điệp nó bị lỗi á, nên nó tắt hoài à. Đi kẹo quá. Mở hàng con dao này, con dao buộc của Điệp nè, con dao buộc của Điệp này nó cũng hên hên nè, cái dao quýnh trời hết rồi, ở da nhất hết rồi cả nhà, cây gọi hết trơn rồi. Điệp nhanh nhanh xuống cả nhà ơi, quá im luôn, mặt không có ấy cả nhà. Thì anh em cứ hỏi Điệp là cái này Điệp để trên này cho cao cho nó hút đi lại. Anh em cứ hỏi Điệp là để qua này đi. Hỏi Điệp là cắt làm sao, sửa tàn sao cho mặt nó mau lại, thì anh em cứ dọc xéo như gì nè nha anh em. Đó, anh em cứ những cái đầu xéo như vậy một chút xíu nữa thì cái mặt của nó được bơm đi lại mạnh. Rồi Điệp thì Điệp hai vụ mà Điệp gặp gì á, rồi ở đầu Điệp cứ chỉnh ở trong này. Thì nói chung là săn ong này thì anh em nào cũng biết cắt nó hết trơn á, cũng biết sửa tàn hết trơn á, mà cái này là Điệp chia sẻ cái phần các anh em hỏi Điệp nha. Cục mặt nó nhỏ,
Đã quá cả nhà ơi, quá im rồi. Có một số anh em kêu mặt chừa lại, nhưng mà thật sự ra lấy mặt á này á, Điệp cũng đôi lúc gặp có nó dính phấn hoa trong trong mặt á, cũng chừa đi lại chứ không phải không nha. Quá trời cục mặt rồi, quá im cả nhà ơi. Nó im nè, quá trời cục mặt rồi. Quá đã cả nhà ơi, bên này cả nhà mặt nó bự chả bá lửa luôn. Hết biết không, im không, mặt nước không à, bên nào cũng dữ hết trơn nha cả nhà. Bên đây nó lo tròn hơn nữa nè, nó bự hơn nữa nè, im quá nhà. Nói chung là vừa bắt là cũng trời mưa cũng muốn đến rồi. Mưa đến luôn rồi cả nhà ơi, cái gọi cũng muốn hết luôn rồi. Điệp tranh thủ là Điệp xuống chứ để là cái hồi trời mưa đến là nó ấy. Mà cũng im lắm, mặt bự nha, cho vô bọc nó cho nó an toàn cả nhà ơi. Bự quá, nãy Điệp chạy giỏi xong á, Điệp thấy mà bà bác á, chủ nhà cũng chưa thấy nữa, tại vì người ta không quan tâm á cả nhà, bác gái á, với gia đình không quan tâm mà vấn đề của ông á, gọi hết luôn. Thì mặt này á, Điệp bắt về Điệp không có bán nha cả nhà, tại vì hiện giờ bị dịch á, rồi Điệp xếp hàng không được. Có một số cô chú anh chị hỏi Điệp á, là mua nhưng Điệp không xếp được, mong cô chú anh chị thông cảm cho Điệp nha. Tại vì mùa dịch á, hiện giờ ba chấm lương của Điệp á, nó tới nhiều lắm, nó tới mấy trăm đơn hàng đang nằm ở huyện Phong Điền cũng có nè, nói chung là các tỉnh thành luôn, nằm ở bưu cục á, không có giao hàng được, xài cũng gần cả nhà. Bây giờ vô nhà đưa mặt của mình nhiều thì mình chia, bác gái còn ít thì Điệp cũng cho bác gái, mà này cũng nhiều. Vô nhà em đi, mưa tới luôn rồi cả nhà. Điệp lột cái nón đi ra cả nhà ơi, cái áo của Điệp á, có mùi ong bay vô nhà. Bác gái đây nè, bác gái lấy cây thao ra ngon mà, rồi cho cái tổ nó nhỏ bác gái, mà mặt nó lạnh luôn á, chừng hai lít mấy á, ha, cái tổ nó nhỏ xíu à, mà mặt thấy nó lạnh à, cục một à, biết luôn. Máy của Điệp nó bị lỗi hoài hả anh nè. Im quá. Rồi, còn cái này là đồ nghề của con. Này đồ nghề của Điệp, điện thoại, dầu. Nãy nó tên gì nó quên mẹ YouTube tên gì đó. Dạ, cái kênh của con, kênh Vũ Điệp Vlog bác gái. Vũ Điệp Vlog. Cả nhà ơi, thì cái máy của Điệp nó bị lỗi, thì Điệp chia cái này cho bác gái, cái này tính ra cả lít, hơn một lít rồi ta, hơn một lít đó bác, nhiều lắm á, nhiều lắm lắm nha anh em. Cái thao đó là tại vì cái này cỡ khoảng cả lít ngoài đó, mà Điệp cho bác gái, còn Điệp lấy cục này cũng khoảng chừng cả xị gì hả cả nhà ơi, cục này chừng cả xị với cứng xị gì đó. Đó thì cả nhà lá vườn mà với Điệp thì đi săn ong hàng ngày á, Điệp cũng nói chung là mặt nhóc, nhưng mà con cái Điệp để dành uống, mà còn chủ nhà với bác gái thì nói chung là cũng lâu lâu mới có được tổ ong về, thì mình chia cho bác cũng hơi khá hơn tí xíu. À, giờ cái máy của Điệp thì quay bằng điện thoại nha, cái máy cam của Điệp nó bị hư chuột hay gì cả nhà ơi, chúng ta hãy nhớ nó đầy rồi đó. Rồi bây giờ thì Điệp cũng bắt đầu xuống giỏ về cả nhà ơi. Điệp cũng gửi lời chị ăn chúc đến cô dì chú bác anh chị em á, có một buổi tối xem clip của Điệp luôn luôn vui vẻ hạnh phúc yêu thương nha. Có yêu quý mến Điệp ơi, hãy cho Điệp xin một like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trong cuộc sống hàng ngày của Điệp săn bắt nha cả nhà. Giờ Điệp up video hẹn cô dì chú bác anh chị những clip tiếp theo nha. Điệp bye bye cả nhà.